Thưa quý vị, với các gia đình có con nhỏ, trong rổ đồ chơi của con không thể thiếu những món đồ chơi bằng nhựa và màu nước. Nhìn là mê ngay, nào là búp bê, siêu nhân. Biết đồ chơi là rất cần thiết cho tư duy phát triển của các em. Nhưng nếu không cẩn thận, chẳng những không giúp được gì cho quá trình học hỏi, mà còn vô tình gây hại cho sức khỏe của trẻ. Quý vị nào đang quan tâm đến vấn đề này, hãy cùng theo dõi trong chương trình Góc nhìn đa chiều hôm nay. Đồ chơi rất cần thiết cho trẻ em. Không chỉ là món giải trí, đồ chơi còn có vai trò quan trọng cho sự phát triển tư duy, nhân cách cũng như sáng tạo của đứa trẻ. Về mặt thị giác, trẻ em thường bị lôi cuốn vào những món đồ chơi có hình khối cầu kỳ, màu sắc sặc sỡ và có âm thanh vui nhộn, nhất là đồ chơi có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc. Sản phẩm của Trung Quốc nhờ vào ưu thế giá rẻ, màu sắc bắt mắt, kiểu dáng đa dạng đã len lỏi đến khắp mọi quầy hàng đồ chơi trên mọi châu lục. Tuy nhiên, đằng sau nền công nghiệp đồ chơi Trung Quốc là hàng loạt những sự thật kinh hoàng, vi phạm nghiêm trọng các quy chuẩn chất lượng sản phẩm và an toàn hàng hóa. Trong những năm qua, các phương tiện truyền thông đại chúng đã nhiều lần đưa ra cảnh báo về nguy cơ nhiễm độc chì từ đồ chơi có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc. Bất chấp những cảnh báo trên, tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, đồ chơi trẻ em do Trung Quốc sản xuất hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ, đa dạng chủng loại và có giá siêu rẻ vẫn đang chiếm tỷ lệ áp đảo và bài bán tràn lan. Để có cái nhìn xác đáng hơn, phóng viên chương trình đã thâm nhập vào một khu chợ bán đồ chơi lớn nhất Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời có những thông tin liên quan đến vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Vốn được coi là thủ phủ của đồ chơi trẻ em xuất xứ từ Trung Quốc, dạo qua khu vực này có thể nhận thấy hàng Trung Quốc lũng đoạn ở đây với đủ loại, kích cỡ, màu sắc, bày bán la liệt từ trong ra tận vỉa hè, tràn xuống cả lòng đường. Vì được người bảo vệ chợ cảnh báo trước là sẽ bị những người bán thu hồi phương tiện tác nghiệp, nhóm phóng viên đã phải vào da những người mua hàng để thâm nhập tìm hiểu. Rất dễ nhận thấy là có nhiều loại đồ chơi giống với các mẫu mà báo chí truyền hình đăng tải là có vấn đề về an toàn sức khỏe như nói trên. Và thật bất ngờ, hầu như tất cả đều bàng quan trước sự độc hại mà đồ chơi Trung Quốc nhiễm độc chì có thể gây ra. Cái này là của Trung Quốc đúng không? Tất cả đều là Trung Quốc hết. Làm cả hành lắm. Bây giờ làm cái con này mà Trung Quốc có làm, mà có nhìn thấy Trung Quốc như thế nào không ai khôn. Vì đèn pin đó là mình trưng bày cho nó đủ màu sắc, có Tết Trung Thu rồi kia thôi. Vậy thì con có biết tác hại của những loại đồ chơi này không? Dạ có, thường thường con coi TV con thấy nó bị nổ hay là bị ngứa, bị ho. Nó có thể làm bị dị ứng, phỏng và gây hại cho mình. Trong những năm gần đây, châu Âu và Mỹ liên tục cấm cửa đồ chơi Trung Quốc vì chúng có chứa những loại hóa chất độc hại, đặc biệt là đồ chơi trẻ em có sơn chứa chì. Đồ chơi Trung Quốc trôi nổi trên thị trường chứa nhiều chất độc hại. Như trên có tìm hiểu thì thông tin này không còn xa lạ gì với nhiều người. Biết là độc hại đó nhưng vẫn được bày bán tràn ngập với nhiều chủng loại và màu sắc bắt mắt. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo những loại đồ chơi càng loè loẹt và có mùi thơm thường tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại đối với sức khỏe người dùng, nhất là trẻ nhỏ. Hãy cùng tiếp tục theo dõi những cảnh báo sau đây. Cái vấn đề nhiễm độc chì hiện nay thì thật sự đó là một cái vấn đề hết sức là nghiêm trọng. Tuy nhiên thì ở Việt Nam chúng ta cái vấn đề này chưa được quan tâm đúng mức. Và nó có những cái hậu quả tức thời và cũng như cái hậu quả lâu dài. Đặc biệt là cái hậu quả lâu dài thì chúng ta ít quan tâm. Và khi cái hậu quả lâu dài nó xảy ra rồi đó thì chúng ta không có cách nào để mà cứu chữa được trong cái vấn đề nhiễm độc chì. Thì theo cái thống kê trên thế giới đó, thì hàng năm có hơn 600.000 trường hợp nhiễm độc chì mới được phát hiện ở trẻ em. Và nó là cái nguyên nhân, có thể là nguyên nhân ảnh hưởng đến tử vong trong 143.000 trường hợp trên toàn thế giới. Thì đây là một cái thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới vào tháng 9 năm 2015. Thì cho thấy đây là một cái vấn đề hết sức là nghiêm trọng. Và cái vấn đề nhiễm độc chì đó thì nó xảy ra hàng ngày và nó xảy ra liên tục trong cái môi trường sống của chúng ta, đặc biệt là trong cái lứa tuổi trẻ em và kể cả trong bào thai, nghĩa là cái lứa tuổi càng nhỏ thì cái tác hại của cái nhiễm độc chì nó càng lớn và cái độ nguy hiểm của nó càng cao và nó càng kéo dài.
Như vậy, cha mẹ cần nâng cao ý thức bảo vệ trẻ không bị nhiễm độc gì từ việc lựa chọn đồ chơi cho trẻ. Tốt nhất không chọn đồ chơi sơn phủ màu sắc sặc sỡ, lè loẹt và không dùng vật dụng trong ăn uống có sơn màu sắc sặc sỡ. Không cho trẻ ngậm đồ chơi, pin, bút chì. Đến đây Góc Nhìn Đa Chiều cũng xin tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.